Chào chị. Dạ em chào anh. Rồi, xe mình tính đi hỏi xem coi xe đó chị. Dạ. Mình chiếc Vario thì nó có mấy màu vậy? Dạ Vario hiện tại là em có 6 màu. 6 màu hả? Dạ. Đây, 6 màu đây hả? Dạ. Đây là màu màu xám. Xám. Dạ, còn này là màu cát vàng phiên bản đặc biệt với màu xanh. Đen, màu xanh bên đó. Dạ, màu xanh đen nhám nó cũng là phiên bản đặc biệt đó, hai màu mới về. Rồi đỏ nhám. Đỏ nhám và đen nhám. Đen nhám với màu trắng. Dạ. Thì các màu này có chênh lệch giá gì không chị? Dạ, giá thì nó cũng đồng nhau, chỉ có màu xanh. Màu xanh với màu cắt vàng á là giá nó chênh lệch là 2 triệu á anh. Mắc hơn 2 triệu. Dạ. Thì hôm nay mình giá nó nhiêu chị? Dạ giá hôm nay nó là 53. 53 là dạ. 150 đó ha. Dạ 150. Là cái phiên bản này đặc biệt này đó ha. Phiên bản đặc biệt đó thì nó mắc hơn 2 triệu. Rồi còn cái dòng 125 thì nhiêu chị? 125 thì giá hôm nay của em nó là 43 triệu. 43 triệu. Hiện tại là em cũng có cái màu phiên bản đặc biệt mới về luôn. Mới về luôn là giá nó cũng mắc hơn 2 triệu, nó là tem nổi. À 125 giờ có tem nổi luôn hả? Dạ dạ đúng rồi. Là cái bản này bản 29 hả? Dạ 29 là tem nổi. À cái bản 29. Tem của nó là tem nổi. Tem đây, nổi. Tem nổi. Giá của nó là mắc hơn 2 triệu. Mắc hơn 2 triệu luôn. Dạ. Phiên bản đặc biệt mới về luôn. Phiên bản đặc biệt ha. Còn tem thường thì giá nó là 43. Tem thường 43, đặc biệt 45. Giá nó là tùy theo thời điểm nha anh. Giá à. Hiện tại là giá của hôm nay. À thì dạ. Đúng rồi. Giá nó sẽ lên xuống. Lên có xuống. Khi lên hoặc là xuống tùy theo thời điểm. Dạ. Thì hôm nay thì mình cũng đi xem giá cho các bạn tham khảo luôn. Thì cửa hàng mình là ở đây là địa chỉ mấy vậy chị? Dạ 114 đường Trần Hưng Đạo. 114 đường Trần Hưng Đạo. Phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại cửa hàng mình số mấy vậy? Dạ các bạn có thể lên Facebook Thanh Lan Lu. Số điện thoại là 0909675556 để được tham khảo giá xe mới và xe cũ. Cập nhật giá mới luôn ha. Thì mình ngoài ra mình còn có chế độ mà giảm tiền bản số gì không chị? Dạ ở đây thì em có hỗ trợ trả góp luôn. Trả chỉ góp. Cần trả trước xe mới là 30% giá trị xe. À là nhận xe về ha. Dạ có chứng minh nhân dân với bằng lái xe. Làm hồ sơ là 20 phút có xe. Còn giấy tờ này là ra biển luôn chưa, hải quan có sẵn chưa? Dạ hải quan thì nó tính riêng, tại vì nó tùy theo giá 125 hoặc là 150, tùy theo giá quận hay là giá huyện nữa. Không, hải quan kìa, hải quan. Dạ hải quan thì em có chiếc em có sẵn, có chiếc em chưa có, tại vì nó về theo từng đợt á. Nếu mà phải chờ là chờ bao lâu? Cũng nhầm xe, trung bình là 2 tuần. Trung bình là 2 tuần. Dạ. Như mấy cái màu mới này thì cái màu mới này thì chưa có hả? Dạ. Cái chiếc này là chưa có mà hải quan. Dạ chưa có. Rồi giá chiếc Sonet hôm nay sao chị? Giá hôm nay nó là 60 đó anh. 60. Dạ còn màu đen trong đây nó là 58 triệu. Màu đen thì rẻ hơn hả? Dạ màu đen đẹp rẻ hơn. Chỉ có cái bản này bản đặc biệt. Cái phiên bản đặc biệt màu trắng đỏ hiện tại là em đang hết. Ngày mai mới có hàng. À, là giá nó là 61 triệu. Còn cái bản đỏ mà mâm đỏ luôn. Cái kia dạ. Mâm vàng phải không? Dạ cái kia là mâm đỏ luôn. Mâm đỏ nhưng luôn mà nó là chữ trắng. À. Có phiên bản đặc biệt thì nó có cái chữ ở đây. Có cái chữ One Hit gì đây nè. Dạ. Là 61. Dạ. Là giá này là mà chưa bao gồm giấy tờ nha. Đã chưa giấy tờ anh. À. Rồi là giá mình nếu mà mua rồi có giảm tiền chiếc bạ rồi đóng số rồi không chị? Dạ nó cũng dao động tùy ngày nữa. Vậy hả? Dạ giá này là giá của hôm nay. Rồi quà tặng rồi có tặng nón rồi không? Khi mua xe cửa hàng em thì em tặng cho anh hai nón bảo hiểm. Hai nón bảo hiểm. Về phần Vario thì sẽ có cái tấm thảm và có cái bảng chữ ở đây luôn là Vario. Dạ, bạn chữ Vario ngay cái đầu ha. Dạ vậy em có khuyến mãi thêm một thùng bia về cho khách rửa xe. À, thùng bia gì? Heineken này là Sài Gòn. Dạ bia Sài Gòn anh. À, rồi này là 59 nè. Dạ. 59 60. Còn phiên bản đặc biệt đó thì 61. Bản đặc biệt thì 61. Dạ. MX King là nhiêu? Dạ giá của nó là 50 á anh.
50 luôn. 29. À giá em đem chín là tốt à. Dạ. 29 mình còn bán 28 chị. Dạ 28 thì giá nó 49 48 triệu anh mày mới bán hết. À, nhưng mà xe đang về. Về không? Dạ đang về, xe đang về mới có. Rồi, vậy là các bạn nào mà có tìm dòng 28 đó là cứ liên hệ cửa hàng luôn nha. Số điện thoại địa chỉ là mình có đánh lên mô tả đồ này nọ hết á. Rồi các màu luôn hả chị, em skin thì không có phân biệt màu gì hả? Dạ đồng giá hết. Đồng giá hết, nhám rồi cũng giá một ha. Các bạn có tham khảo thì lên Facebook Thanh Lăng luôn nha. Có cập nhật xe mới và xe cũ luôn. Rồi có lên Facebook luôn. Rồi trả góp 30% hết phải không? Dạ trả trước xe mới thì trả trước 30%. Cái thủ tục sao chị nói cho sơ. Dạ à, anh chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái xe, không bị nợ 6.000 là hồ sơ là 20 phút là có xe. À nếu mà không có bằng lái xe được không? Dạ nếu không có bằng lái xe thì chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu gốc. À 18 tuổi cho lên được. Dạ từ đúng 20 tuổi. Đúng 20 tuổi. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi còn cái dòng sa chia chị? Dạ sa chia giá hôm nay nó là 53 triệu em có 5 màu. 53 triệu 5 dạ, màu. Dạ đồng giá. Đồng giá hết luôn. Dạ. Các bạn cần tham khảo xe mới và xe cũ thì các bạn chỉ cần bấm Facebook Thanh Lăng luôn, số điện thoại 0909675556, bên mình có cập nhật xe mới và xe cũ luôn nha. Xe cũ thì xe giá từ 26 triệu trở lại thì trả trước 2 triệu. Rồi ngoài ra thấy cửa hàng mình cũng còn có mấy dòng xe cũ thì sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn luôn nha. Xe cũ này trả góp sao chị? Dạ xe cũ thì chỉ cần xe chỉ cần 26 triệu trở lại thì các bạn chỉ cần trả trước 2 triệu là có xe. 2 triệu à hả? Dạ, còn trên 26 triệu thì trả số dư. Và ví dụ như xe 36 thì các bạn trả trước 12, còn 24 các bạn góp. Vậy là có nghĩa là xe cũ là cho vay 24 triệu. Dạ. Còn, bất kể dòng xe nào. Dạ đúng rồi. Còn 24 triệu trở lại á, 26 triệu trở lại á thì trả trước 2 triệu. À. Ví dụ như bây giờ chiếc này thì bao nhiêu? Giá hiện tại là em bán 27 triệu. Thì chiếc Vision này dạ, là 27. Còn cái thằng Winner. Winner thì xe đó là 33 triệu anh. Winner cũ thì 33 dạ, triệu. Xe này còn bảo hành luôn. Tất cả dòng xe của em thì ở đây thì máy móc còn như mới là ba ga đồ theo nó gắn sẵn dạ, luôn trên ha. Đây tất là... cả xe là máy móc em bao riêng hết. À bản số Cần Thơ hết ha. Dạ. Đây có biển số tỉnh luôn ha. Có bản số tỉnh đó nè. Số tỉnh thì là bên mình em bao bao quốc bộ không? Dạ bên em bao ký quốc sang tên hợp lệ. À bao ký quốc sang tên hợp lệ. Trả góp đầy đủ cho dây tối đa 24 triệu một chiếc. Dạ. Chiếc nào cũng vậy hết. Dạ. Dụ chiếc dưới 24 thì trả trước được. 2 triệu. Thì trả trước 2 triệu. Dạ. Còn trên 24 thì cũng cho dây 24 thôi. Dạ. Rồi. Như này giờ ẹt 135 nè. Mấy dòng này thì giờ nó tầm giá khoảng nhiêu chị? Dạ tùy xe đó anh. Như xe này giá hiện tại nó là 27 triệu. À chiếc ẹt thì còn 27 dạ. triệu nữa các bạn. Máy móc xe đây em đều bao gin nha. Bao gin hết nha. Bên em cửa hàng của em là bảo hành xe 6 tháng đối với xe cũ. À. Chiếc Winner này nó mới có đi có 6.001 rồi nha. 33 triệu cũng ngại. Phí sang tên này đâu có nhiêu tiền nữa. Dạ đúng rồi. À, rồi. Còn dòng này 28 nữa ha. F 28, 27, 28. Dạ F đó 26. 26. Con này tầm giá khoảng nhiêu vậy? Giá là 35 triệu. 35 triệu. Rồi thì ngoài ra ở đây cũng còn có nhiều dòng xe cũ nha, cho vay tối đa là 24 triệu. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với Facebook của mình là Thanh Lăng Lu. Thanh Lăng Lu. Số điện thoại là 0909675556. Rồi 675556.
Rồi có nhiều dòng xe đây, mình quay cho các bạn tham khảo nha, rồi thích chiếc nào thì cứ liên hệ với chủ cửa hàng xem chiếc đó. Ví dụ như khách ở xa mình có thể live stream rồi cho khách coi được không chị? Dạ được luôn, lúc trước em cũng hay like lắm mà giờ không có like nữa. Như khách có nhu cầu thì like ha. Dạ. Còn nếu mà muốn coi trực tiếp thì lên. Dạ. Mà em cũng có đăng hình trên Facebook từng chi tiết từng xe chi tiết từng xe luôn. Dạ. Rồi thì hôm nay mình cũng ghé tiệm ở đây giới thiệu cho các bạn sơ sơ vậy thôi nha. Rồi các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với địa chỉ cửa hàng. Rồi xin chào tạm biệt.